xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2018, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lại tiếp tục được đón anh Bính, anh đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một vị khách này rất thân quen với cửa hàng nha. Em mua em bán nốt cho lần này, lần sau em sẽ đuổi khách này đi nhá. Sao em mời khéo anh đi đến nhá. Sản phẩm của anh Bính ngày 13 tháng 4 năm 2018. Vâng, đây sản phẩm của anh Bính. Một chiếc âm đi Sansui 8080. Còn đẹp xuất sắc nhé. Vâng, đây là hàng Xuân Mỹ. Chiếc âm đi 8080. Vâng, bên cửa hàng Thanh Đức Hạnh vẫn còn những đoàn khách đang đến chờ và thẩm âm những sản phẩm bên cửa hàng Thanh Đức Hạnh. Vâng, ngoài chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh, cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Đây là âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh còn rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Chiếc âm ly 8080 đã có chủ theo anh Bính về Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vâng, vị khách này sắm rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng. Vâng. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.